Để mua ma túy, những ông trùm, bà trùm nghĩ ra nhiều phương thức hết sức tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Có những đối tượng còn đưa cả gia đình, con cái để ngụy trang. Cặp vợ chồng hoàn hảo. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng đã lập chiến công, bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây tuồn ma túy đá từ thành phố Hồ Chí Minh về Lâm Đồng tiêu thụ, thu giữ 1 kg ma túy đá và 28 viên đạn. Vào đầu tháng 2 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng PC02, Phòng Cảnh sát Ma túy PC04 và Công an huyện Đức Trọng Lâm Đồng qua công tác quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm, xác định Nguyễn Thị Lan sinh năm 1976 và chồng là Nguyễn Công Hiến sinh năm 1977 cùng trú tại hẻm Hồ Mây, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng có nhiều dấu hiệu liên quan tới đường dây buôn bán chất ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Sự việc được báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng PC04 phối hợp Công an huyện Đức Trọng khẩn trương điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Mặc dù là những ngày cận Tết Nguyên đán, không quản ngại khó khăn, lãnh đạo phòng PC04 và lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng triển khai công tác thành lập các tổ trinh sát, khẩn trương vào cuộc điều tra, quyết tâm bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán ma túy, không để chúng hình thành đường dây lớn, tuồn ma túy về Lâm Đồng tiêu thụ. Nhận lệnh và được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phòng PC04 và lãnh đạo Công an huyện, trinh sát các đội nghiệp vụ tập trung theo dõi những đối tượng liên quan, sau đó còn phát hiện thêm một số đối tượng khác, trong đó có Đặng Công Trung sinh năm 1990, trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Tối 21 tháng 2 năm 2024, nguồn tin của trinh sát xác định các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng lớn chất ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh lên Lâm Đồng tiêu thụ. Rạng sáng 22 tháng 2, khi cặp vợ chồng bất hảo Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Công Hiến và đối tượng Đặng Công Trung đang giao dịch khoảng 1 kg ma túy đá thì bị công an ập tới bắt giữ. Cùng thời điểm liên quan tới đường dây ma túy này, phòng PC04 Công an Lâm Đồng phối hợp với công an các đơn vị khác đã bắt Phan Hữu Nghĩa sinh năm 1984, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Quốc Vũ sinh năm 1986, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là lái xe và La Thị Kiều Hoa sinh năm 1998, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Một tổ công tác khác cũng đã bắt Lương Thị Kim Thảo sinh năm 1976, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng cùng tang vật là 2 gói ma túy. Khám xét nhà của Nguyễn Thị Lan, công an tiếp tục phát hiện thêm 3 gói ma túy, 28 viên đạn, 6 vỏ đạn cùng hơn 422 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh của công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vai trò của mình trong vụ án, mục đích để hình thành đường dây ma túy kiếm tiền bất chính. Đối tượng Trung khai nhận do làm tài xế đi Lâm Đồng nhiều lần nên thông thạo địa hình và có mối quen biết rộng. Lợi dụng điều này, Trung rủ Phan Hữu Nghĩa lấy hàng ở thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển lên huyện Đức Trọng. Tại đây, cả hai rủ thêm La Thị Kiều Hoa và con trai của Hoa thuê Bùi Quốc Vũ lái xe để đóng giả như một gia đình đang đi Đà Lạt du lịch với mục đích qua mắt cơ quan chức năng để buôn bán chất ma túy. Các đối tượng còn lại đều có trách nhiệm tìm nguồn hàng, mở rộng mối hàng tiêu thụ và theo dõi biến động để kịp thời thông tin cho đồng bọn, đối phó với cơ quan chức năng. Hầu hết các đối tượng trong vụ án đều thuộc thành phần có tiền án. Nguyễn Công Hiến, Lương Thị Kim Thảo, Phan Hữu Nghĩa có tiền án liên quan đến ma túy. Đặng Công Trung, Bùi Quốc Vũ từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo vết gã buôn ngựa vận chuyển ma túy. Sau nhiều tháng bí mật theo dõi, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phá thành công chuyên án SL7233. Bắt đối tượng Tòng Văn Hinh, sinh năm 1987, trú tại bản Ten Pạnh, xã Trường Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy, một điện thoại di động. Thượng tá Phạm Thái Hòa, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ đầu năm 2023, các trinh sát phát hiện có một đường dây vận chuyển gia súc, tiêu thụ xe máy bị trộm cắp qua biên giới có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đường dây này nổi lên là đối tượng Tòng Văn Hinh, sinh năm 1987, trú tại bản Ten Pạnh, xã Trường Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, có thâm niên buôn ngựa đã nhiều năm. Anh trai Hinh cũng đã bị bắt và xử phạt 20 năm tù về hành vi buôn bán ma túy. Ngay sau khi trinh sát báo cáo về đường dây có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã báo cáo xác lập chuyên án SL7233 nhằm bóc gỡ triệt phá đường dây này. Thượng tá Phạm Thái Hòa đã được cử làm phó ban chuyên án.
Đầu tháng 1 năm 2023, người dân tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Lúc này dịch COVID-19 đã được kiểm soát và các cư dân biên giới đã được phép qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa. Tòng Văn Hinh lợi dụng việc gia đình có lán chăn thả gia súc trên đường tuần tra biên giới, đã cấu kết với các đối tượng ở Lào mua gia súc, sau đó trà trộn để vận chuyển về bên này biên giới bán kiếm lời. Ngày 6 tháng 1 năm 2023, sau chuyến hàng đầu tiên chót lọt, Hinh tiếp tục ôm thêm 3 con ngựa từ bên kia biên giới về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán vận chuyển trái phép gia súc qua biên giới. Từ khi bị bắt và bị xử phạt vi phạm hành chính, Hinh tỏ ra là người biết chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, qua theo dõi của lực lượng trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã phát hiện Hinh có thêm một số người bạn lạ không cư trú tại xã Triềng Khương. Đồng thời, Hinh thường xuyên vào các khu rừng sát biên giới với lý do đi hái măng hoặc là tìm gia súc và có nhiều hành tung mờ ám khác. Để qua mắt lực lượng chức năng, Hinh thường xuyên dẫn theo con nhỏ đi sang bản khác với lý do cho đi chơi để thăm người thân. Sau mỗi chuyến đi, Hinh lại có tiền dùng rỉnh tiêu pha, mua sắm. Sau khi thu thập được khá nhiều thông tin về đối tượng Hinh và nhận định Hinh là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới vào địa bàn xã Triềng Khương, ban chuyên án đã đánh giá và quyết tâm triệt phá đường dây này ngay trong tháng cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng vào tháng 6 năm 2023. Cuối tháng 5 năm 2023, các lực lượng chức năng trên biên giới đẩy mạnh triển khai kế hoạch trấn áp tội phạm. Tuy nhiên, Hinh tỏ ra là một tên cáo già vô cùng khôn ngoan. Hắn nằm im, nghe ngóng và không hoạt động, kể cả việc buôn bán gia súc hắn cũng tạm hoãn. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, qua theo dõi, trinh sát phát hiện Hinh có hành vi di chuyển bất thường, có dấu hiệu mang theo ma túy để giao hàng. Ngay lập tức, các trinh sát đã được tung ra các hướng nhằm quyết tâm tóm gọn đối tượng khi hắn ôm hàng qua biên giới. Tuy nhiên, hắn di chuyển đến nhà người quen sát biên giới. Hắn mang theo ba lô nhỏ màu đen, đựng tư trang quần áo rồi ăn nghỉ hơn một ngày tại đây và không có biểu hiện nào bất thường. Để tránh bị lộ, các trinh sát đã phải mất một đêm thức trắng để theo dõi mọi di biến động của Hinh. Ngày hôm sau, Hinh lấy xe máy, đi một vòng quanh bản rồi chở theo con của một người bạn, đưa ra chợ, mua đồ ăn, rồi lại chở cháu bé về nhà. Cứ như thế mất thêm một ngày, trinh sát phải bám nắm, di chuyển theo đối tượng. Trinh sát nhận định tên này chắc chắn đang cảnh giác. Hắn đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng bằng nhiều cách, tuy nhiên vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Hắn không ngờ tất cả những hành động của mình đã không qua được mắt lực lượng trinh sát biên phòng. Đúng như nhận định của ban chuyên án, vào lúc 19h25 phút ngày 20 tháng 7 năm 2023, Hinh đã rời khỏi nhà và đi xe máy đến điểm lấy hàng. Ngay sau đó, hắn cho ma túy vào ba lô khoác trên người và di chuyển về phía bản Tiên Sơn, xã Triềng Khương để ra quốc lộ 4G thì bị lực lượng đánh án mật phục bắt giữ. Khi bị bắt, đối tượng Hinh chống trả quyết liệt, hòng phi tang ma túy, nhưng hắn bị các trinh sát khống chế bắt giữ cùng tang vật là 18.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác. Tòng Văn Hinh đã phải ngoan ngoãn trao tay vào còng số 8 và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi vụ án được triệt phá, Thượng tá Phạm Thái Hòa tâm sự, sau mỗi lần phá án thành công, chúng tôi rất mừng vì lực lượng đánh án được đảm bảo an toàn, đối tượng và tang vật được bàn giao cho công an xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều chúng tôi băn khoăn, trăn trở nhất đó là thân nhân gia đình của các đối tượng, mà ở vụ án này chính là các con nhỏ của Tòng Văn Hinh. Lẽ ra, Hinh phải nhận thức rõ được việc làm vi phạm của mình sẽ gây hậu quả khôn lường, phá nát hạnh phúc của nhiều gia đình, trong đó có cả gia đình mình, đặc biệt là tương lai của những đứa con còn đang tuổi ăn tuổi học. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho những người ham muốn kiếm tiền bằng việc mua bán vận chuyển ma túy. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.